Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin chia tay tàu Việt Nam lại gần Mỹ, đòi giữ ghế Hà Nội hướng Hoa Kỳ. Một cái diễn biến ngay trong thời gian gần đây nhất chúng ta có thể chứng kiến đó là việc đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kubrick vừa tuyên bố tại thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 9 rằng Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác và bạn bè đúng nghĩa. Hình ảnh mà chúng tôi có thể chia sẻ ngay lập tức cho các bạn cùng biết đó là hình ảnh của ông đại sứ Mỹ trong cái cuộc gặp hôm vừa rồi. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Christenberg: Việt Nam và Mỹ trở thành đối tác và bạn bè đúng nghĩa. Đó là phát biểu của đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel nhân kỷ niệm lần thứ hai, kỷ niệm 2 thập kỷ ngày thành lập Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đó, năm sau sẽ đánh dấu 25 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Christenberg, đại sứ Mỹ nói như vậy vào ngày 6 tháng 9. Trong thời gian này, chúng ta đã trở thành những đối tác và bạn bè đúng nghĩa, cùng hợp tác về an ninh, thương mại, kinh tế, quan hệ giữa nhân dân hai nước, y tế, môi trường và năng lượng. Và hình ảnh đây các bạn thấy rất rõ, do đại sứ quán Mỹ chia sẻ trên trang tweet của họ và chúng tôi đã trích dẫn để các bạn cùng biết. Và cũng thông tin trên tòa đại sứ Mỹ cũng chia sẻ hình ảnh thêm đó là việc lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 6 tháng 9 năm 2019, các viên chức cấp cao thuộc Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng các đại diện nước chủ nhà đã tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày 6 tháng 9 vừa qua. Và các bạn thấy hình ảnh rất rõ, đây là bà tổng lãnh sự Hoa Kỳ Maria Dumont phát biểu tại buổi lễ hôm đó. Và điều này đánh dấu một cái bước tiến mới của Việt Nam. Và tại sao đại sứ Mỹ lại gọi nói rằng là Việt Nam và Mỹ đã trở thành đối tác và bạn bè đúng nghĩa? Cái việc này diễn ra sau khi mà Việt Nam tham gia vào cái cuộc tập trận giữa hải quân ASEAN và Mỹ trong thời gian vừa qua tại Thái Lan, và có hành trình đến tận phía bờ biển phía nam của Việt Nam. Và đây là một cái điều rất dũng cảm của một số người đứng đầu nhà nước cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi vì từ trước đến nay với những hành động như vậy thì Trung Quốc có thể cho rằng đó là Việt Nam gần Mỹ hơn và khiêu khích cái bá quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và những khu vực xung quanh. Nhưng Việt Nam mặc dù chỉ cử đến tập trận một chiếc tàu chiến rất cũ của Nam Triều Tiên tặng, nhưng đấy là cũng là một thể hiện thiện chí của Việt Nam và một cái cố gắng rất lớn của Việt Nam trong thời gian qua. Và việc này đặc biệt có ý nghĩa hơn khi trong 2 tháng nay tình hình đối đầu ngày càng căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đang diễn ra trên Biển Đông, ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và các bạn có thể thấy ngay ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ hình ảnh đó là chiếc ngày 15 tháng 9 2019, tàu Hải Dương 8 đang tiến hành khảo sát lần thứ 3, bắt đầu vào từ ngày 7 tháng 9 cho đến nay. 9 trận khảo sát dài khoảng từ 180 đến 200 km đã được thực hiện trong khảo sát này. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem ngay lập tức và phóng to ra để cùng nhìn về cái căng thẳng thế nào của giữa hải quân hai nước, cũng như là ngay trước cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trước cái việc mà Trung Quốc liên tục đưa tàu thăm dò vào ngay trong vùng lục địa của Việt Nam đã hơn 2 tháng qua. Và đi kèm với chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 này còn có những tàu hải cảnh rất hung dữ mà chúng tôi xin chia sẻ thêm. Hiện nay chiếc tàu số hiệu 3901 này của Trung Quốc đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để bảo vệ chiếc tàu Hải Dương 8 và hộ tống trong cái quá trình họ quay lại để thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và các nước thì cùng ý thức hệ cộng sản với Việt Nam trong thời gian qua thì lại im lặng, như Lào, Cuba và thậm chí là Bắc Triều Tiên còn liên tục phóng tên lửa, vi phạm trắng trợn nghị quyết của Liên Hợp Quốc đối với quốc tế và thế giới. Và cái điều này là tạo thêm căng thẳng không cần thiết tại cái khu vực này. Và các bạn có thể thấy hình ảnh của Nam Triều Tiên đã đăng tải là Bắc Triều Tiên sẽ nối lại đàm phán nhưng tăng áp lực bằng những vụ thử vũ khí mới. Và đây là người dân đang đứng xem hình ảnh phóng tên lửa của Triều Tiên trên một kênh của màn hình TV ở ga tàu ngầm Seoul, Hàn Quốc hôm 10 tháng 9 vừa qua. Và thế giới và quốc tế lên án rất mạnh mẽ về việc Bắc Triều Tiên liên tục gần đây đã phóng tên lửa cách và đi ngược lại những cái việc Liên Hợp Quốc đã không cho phép. Và nhưng báo chí trong nước và báo chí nhà nước Việt Nam đã không đăng tải đầy đủ và không đăng tải những nội dung này.
vì có lẽ là họ cùng đồng ý thế hệ cộng sản. Nhưng trong toàn bộ cái thời gian vừa qua, khi Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam, mặc dù trước đây Việt Nam cũng đã liên tục giúp đỡ Triều Tiên lương thực cũng như nhiều việc khác, nhưng ngay cả Bắc Triều Tiên họ cũng không hề lên tiếng ủng hộ Việt Nam và phản đối Trung Quốc khi mà Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Và thời gian gần đây, đứng trước việc Trung Quốc xâm lấn lãnh hải thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thì chỉ có Mỹ và các nước châu Âu như Úc, Canada lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích hành động này và gây áp lực với Trung Quốc suốt cái thời gian vừa qua. Và cụ thể nhất là chúng ta có thể thấy hình ảnh đó là Mỹ đã đưa tàu chiến đi tuần tra ngay trong cái vùng mà Trung Quốc cho rằng đó là chủ quyền của họ. Trung Quốc lên tiếng vụ khu trục hạm USS Wade Meyer của Mỹ áp sát Hoàng Sa. Báo Zhit China Morning Post ngày 14 tháng 9 đưa tin quân đội Trung Quốc đã lên tiếng sau khi thông tin tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Meyer của Hải quân Mỹ tiến hành hoạt động tuần tra tự do hàng hải gần quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam hôm 13 tháng 9. Ông Lý Hoa Mẫn, người phát ngôn chiến khu Nam Bộ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết quân đội nước này đã triển khai máy bay và tàu quân sự để xác định, theo dõi, cảnh báo và đuổi tàu khu trục USS Meyer của Mỹ ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, Mỹ họ vẫn tiến hành tuần tra một cách hết sức bình thường, và những cái thông tin như vậy sẽ đem đến cái sự giận dữ đối với Bắc Kinh. Nhưng và những cái nước cộng sản anh em của Việt Nam thì không lên tiếng, và tới đây chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ những nước dân chủ và tự do mới ủng hộ Việt Nam mà thôi. Và bản thân lực lượng quân đội và cựu chiến binh của Việt Nam đã hy sinh rất nhiều xương máu để bảo vệ chủ quyền đất nước từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến nay, cũng rất bất bình về thái độ trở mặt hung hăng của người đồng chí Trung Quốc ở phương Bắc. Và số đông đảng viên Đảng Cộng sản cũng thấy rõ điều này là không thể chấp nhận được theo kiểu hành xử của Trung Quốc với Việt Nam. Tuy nhiên, với ít thế hệ và với những cái điều nghi ngại, cho nên họ đã không thể chia sẻ một cách công khai những cái ý kiến của mình trên mạng xã hội, và họ chỉ lặng lặng và theo dõi những thông tin khác mà quốc tế đưa tin. Và người Việt Nam vẫn hẳn vẫn còn rất nhớ hàng nghìn người dân, chiến sĩ Việt Nam đã bị Trung Quốc giết hại khi họ đưa quân xâm lược các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào năm 1979. Và ngay sau đó, tại Biển Đông, tại đảo Gạc Ma vào năm 1988, thì 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã bị Trung Quốc bắn chết một cách dã man. Và chính phủ Việt Nam đã cố gắng hết sức gặp gỡ, trao đổi và như họ nói là giao tiếp với Trung Quốc, giao thiệp với Trung Quốc, gửi công hàm, nhưng Trung Quốc không đếm xỉa đến và ngày càng lấn tới. Điều nhiều đợt tàu thăm dò đi càng sâu vào hải vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để hoạt động và uy hiếp ngay cả những cảnh sát biển và lực lượng chấp pháp của Việt Nam. Và chúng ta đã thấy trước sức ép đó thì Việt Nam buộc phải trông đợi vào sự hỗ trợ từ Mỹ và châu Âu và các nước tự do dân chủ mà thôi. Và các bạn cũng đã biết Trung Quốc là một nước họ đầu tư rất lớn cho quân sự, với ngân sách quốc phòng vào năm 2019 lên tới hơn 170 tỷ USD và số tiền mà Việt Nam đầu tư chỉ như một con số lẻ. Như vậy, Hải quân Việt Nam không thể đương đầu trực tiếp với Trung Quốc và không thể bảo vệ được chủ quyền biển đảo của Việt Nam trước tình hình người đồng chí, người cùng ý thức hệ của Việt Nam đã xâm lấn chủ quyền. Và Việt Nam đương nhiên khi ngả về Mỹ vẫn có những yêu cầu, đó là Việt Nam có thể chấp nhận điều kiện tham gia cùng với cái hoạt động của Mỹ và các nước phương Tây, nhưng yêu cầu Mỹ tôn trọng thể chế cộng sản của mình. Điều này để giữ ghế cho các lãnh đạo đảng, nhà nước và các đảng viên đang đương nhiệm hiện nay. Và chúng ta có thể thấy rất rõ với những cái bài báo mà đã được phía Việt Nam công bố trong thời gian qua để thể hiện điều đó, như tờ báo của Ban Tuyên giáo này đã ghi rất rõ là Hoa Kỳ cam kết tôn trọng thể chế chính trị Việt Nam. Tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 25 tháng 9 vào năm 2018, phía Hoa Kỳ có những phát biểu về chủ nghĩa xã hội, và đặc biệt là ông Tổng thống Donald Trump nói rằng chủ nghĩa xã hội chỉ đem lại đến những cái đau khổ cho người dân mà thôi. Thì đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Hà Kim Ngọc cho biết Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ với tất cả các nước, trong đó có Hoa Kỳ, dựa trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Trong những lần trao đổi với phía Việt Nam gần đây, một số quan chức trong chính quyền Washington đã tái khẳng định chính sách của Hoa Kỳ là tôn trọng độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, chế độ chính trị và con đường phát triển của Việt Nam như đã nêu trong tuyên bố chung về việc xác lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy là Đại sứ Hà Kim Ngọc trình quốc thư lên Tổng thống Donald Trump vào ngày 17 tháng 9 năm 2018 vừa qua. Và trong sau đó ông đã có cái phát biểu này ngay sau khi Tổng thống Donald Trump nói trước Liên Hợp Quốc. Và đương nhiên là Mỹ rất vốn thực tế và thực dụng, nhất là mục tiêu chính của họ là tiêu diệt chủ nghĩa xã hội tại Trung Quốc. Nên chắc chắn rằng trong thời gian tới, Việt Nam ngắn hạn, Việt Nam vẫn tiếp tục được phía Mỹ hỗ trợ. Và các bạn thấy rõ hình ảnh ông Donald, Tổng thống Mỹ Donald Trump không có dấu hiệu khoan nhượng trong cuộc chiến với Trung Quốc, trong cuộc chiến thương mại. Và hiện nay Mỹ cũng đang thành lập những cái trục để có thể áp đảo Trung Quốc trước những cái âm mưu và trước những cái thủ đoạn của họ xâm lấn chủ quyền biển đảo của rất nhiều nước tại Biển Đông, và trong đó có Việt Nam. Và nhưng nếu Hà Nội không sớm tự thay đổi thể chế tự do dân chủ như của Mỹ và châu Âu và các nước văn minh khác, thì sẽ đến lúc họ sẽ bị buộc phải từ bỏ chủ nghĩa cộng sản trong hỗn loạn. Điều đó sẽ gây mất mát lớn cho 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng như gia đình của họ. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết, cũng như để lại những bình luận và những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp và cập nhật sớm nhất, nhanh nhất những thông tin trung thực để các bạn cùng biết. Chào các bạn và chúc các bạn một buổi đầu tuần hạnh phúc và vui vẻ.